mình đang làm một cái kính râm Lecoq C8. Cái này mình đã unbox rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Kính râm này nó không bình thường đâu. Đây là một cái kính râm có thể nghe nhạc và đàm thoại, khá là hay nhé. Nó như một cái tai nghe Bluetooth ấy. Thì cái hộp của nó đây, hộp của nó như trong suốt này, không được xịn sò lắm. Và có một cái lau kính này thôi. Đây, kính của mình đây. Kính này mình mua với giá 400.000 nhé, khá là rẻ, đeo và khá chắc chắn, khó rơi lắm nhé các bạn nhé. Ngoài cái tác dụng là một cái kính râm bình thường thì nó có thể phát nhạc như một cái tai nghe Bluetooth ấy, loa để nghe nhạc, mic thì để đàm thoại. Ngoài ra thì sạc đây, nó cũng được bọc vào như này để kiểu chống nước ấy. Mình còn đi mưa nhẹ thì mình thấy là ok. Cái đáng tiếc một tí là cổng sạc micro USB thôi, khá là thuận tiện, các bạn chỉ cần sạc một bên đấy nhé, không cần phải sạc hai bên. Sạc một bên là nó sẽ chặn là nó sẽ sạc chung cho cả hai bên loa và mic nhé. Cái này thì toàn là nhựa thôi, thì cả mắt kính này cũng vậy. Không hiểu nhựa của mắt kính nó sẽ khác một tí, nhưng mà nói chung là nó là kiểu mắt nhựa này. Mình nghĩ là với 400.000 thì nó cũng tạm ổn. Mình đeo vào thì cảm giác nó cũng hơi cấn cấn ở đây một tí, bởi vì là nó cái này nó khá là dày này, bởi vì nó phải tích hợp loa rồi mic các thứ ở trong này này, cho nên nó sẽ nặng hơn thì kính bình thường nhé. Các bạn chỉ đi ví dụ đi bộ, đạp xe kiểu ngắn ngắn thôi, chứ còn nếu mà chơi thể thao cường độ nặng thì mình nghĩ là không ổn đâu, hơi nặng đấy. Bạn đeo lâu và các bạn thấy hơi khó chịu một chút. Nếu mà các bạn chơi thể thao ngắn ngắn một chút nhẹ nhẹ, hoặc là các bạn chạy xe thì mà muốn nghe nhạc đàm thoại rảnh tay thì ok luôn. Các bạn mà đeo tai nghe ở đây nhé, mà để cho mấy anh công an nhìn thấy là thôi, kiểu gì các bạn cũng bị gọi lại và sẽ bị phạt một đống tiền. Ở đây mình cũng không khuyến cáo các bạn vừa chạy xe vừa nghe nhạc đâu nhé, nhưng mà ít nhất là có cuộc gọi đến thì các bạn cũng phải rời điện thoại ra, và là các bạn đi chậm thôi, đi chậm đi đạp xe thì các bạn nghe nhạc bình thường. Ở đây thì nó hơi ít phím thôi, nhưng mà được cái là các bạn cũng có thể tăng giảm âm lượng được ở trên này luôn này, ở cái nút T này này, và mình nháy nút T thôi. Thì mình cũng không xem thông số thực tế của nó như nào, bởi vì mình kính giá rẻ này thì nhiều khi cái thông số nó kiểu không được chính xác 100% đâu. Thì mình test thực tế cái dung lượng pin thì cái này nó dùng là được khoảng hơn 1 tiếng này, nghe nhạc liên tục ấy, khá là ổn. Thực ra muốn hơn 1 tiếng là vừa. Chất lượng âm thanh thì mình thấy là cũng gọi là mức đủ để nghe. Nếu mà để mà nghe chơi âm thanh thì cái này không chơi âm thanh được đâu nhé. Nhưng mà nhiều khi các bạn đeo tai nghe, các bạn thấy là nhét cái tai nghe ở đây này, nó rất là mỏi tai, cái cảm giác khó chịu, rồi mồ hôi nó ra nó khó chịu lắm. Thì cái kính này là cái tai của mình nó không phải mỏi biết gì cả, là cái này nó sẽ nghe được cái tiếng môi trường ở ngoài. Nó cũng có những cái hay có cái dở, ví dụ nếu mà các bạn mà đeo kính tai thì hoàn toàn cái chất lượng âm thanh nó sẽ rất là tốt, nó không bị các cái tiếng động ngoài chi phối. Nhưng mà nhiều khi cái này là các bạn muốn đi ngoài đường, các bạn vẫn muốn nghe tiếng chim hót, vẫn muốn nghe tiếng nước chảy, vẫn muốn nghe cái âm thanh môi trường, hoặc là các bạn vẫn có thể muốn nói chuyện với những người xung quanh và vừa nghe nhạc, thì đây sẽ là một cái lựa chọn cho những người mà thích kiểu như vậy. Các bạn đi ngoài đường mà các bạn vẫn phải mang theo kính râm, mà các bạn muốn nghe nhạc các bạn vẫn phải mua thêm một cái tai nghe, thì cái này nó có thể là để cho mình kết hợp hai cái đấy, thì mình đỡ phải mang nhiều thứ đi quá, rồi các bạn sẽ tốn thêm một chi phí nữa, trong khi cái này chỉ 400.000 các bạn vừa mua được kính râm, vừa có được tai nghe, nó rất tiết kiệm chi phí và nó rất là gọn gàng. Cần một cái kính này có thể nghe nhạc, thì đương nhiên là cái chất lượng âm thanh thì các bạn phải đánh đổi thôi, nhưng nó cũng không quá tệ đâu nhá, các bạn nghe được thoải mái, ai không có tính thì nghe vô tư. Mà mình thấy cái kính này cũng khá là ngầu ấy, nó hơi to to một chút so với mặt mình, nhưng mà đi ra ngoài đường nhìn cũng gọi là ngầu đét đấy. Chất lượng âm thanh thì nó cũng gọi là bình thường, âm lượng thì hơi nhỏ một chút. Các bạn chạy xe máy thì các bạn chạy cái tốc độ khoảng dưới 40 km thì các bạn nghe được nhá. Có cuộc gọi đến ấy, mà đường quá ồn thì các bạn chạy xe thì các bạn dừng lại nghe nhé. Chứ còn nếu mà chạy xe gió nó vào là các bạn nghe gọi cũng hơi khó. Nó đi bộ đi đấy, âm thanh ngoài đường thì các bạn vẫn có thể nghe nhạc và đàm thoại được. Thấy hay mình muốn chơi thì cho các bạn xem, thỉnh thoảng đeo này ra đường thấy cũng khá ổn. Cũng là mà lười đạp xe chứ không muốn mang theo tai nghe thì đeo cái kính này được. Thì nhưng mà cái kính này chỉ đeo ban ngày thôi nhá, buổi tối thì các bạn đeo vào thì nhìn đường hơi khó đấy. Cái mắt kính này các bạn có thể thay được. Các bạn muốn đi trời tối thì các bạn ra các cái tiệm kính cắt thêm một cái mắt kính màu trắng nữa, mua hai cái kính
một cái kính màu đen, một cái kính màu trắng, đi ban ngày và đi buổi tối nếu các bạn có điều kiện. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.